Chào anh chị, hôm nay cũng khá lâu bảo không có review này, giới thiệu lại hãng Hukan nha. Thì hôm nay có chương trình mới đến từ hãng Hukan và có một số mẫu hết hàng. Hôm nay có hàng rồi quý anh chị nha. Rồi hôm nay bảo sẽ báo giá này, tặng quà mới luôn. Và anh chị mình có nhiều món hay, tí bảo giới thiệu luôn. Rồi hôm nay là bảo sẽ giới thiệu này cho quý anh chị mình á, những mẫu mà bảo hay bán nha. Đó là thân TD173 có hàng 4 cấp chỉnh số nha. Quý anh chị mình á, mua rất nhiều luôn. Đó, mức giá thì mình chọn một trong 4 màu này: vàng, xanh đen, xám, xanh lá cây, 570.000 một thân nha. Rồi bảo test chức năng này, quý anh chị mình đặt nhiều lắm nha. Có đèn chiếu sáng, motor brushless không chổi thang. Rồi có chỉnh cấp số này, bên trước cũng được. Đó, tùy anh chị mình chọn. Báo pin, và không thích thì mình chỉnh bên sau. Lực là 180 N. Đầu bắn vít là đầu cài nhanh nha, cắm vào là xài thôi. Rồi bảo cùng tặng cho anh chị mình thêm một bộ mũi khoan đa năng 5 cạnh. Đó, rồi nếu mà anh chị nào á mà mình xài á, thì xài chung luôn nha. Nhớ giúp bảo là xài chung luôn. Mình cắm vào như này là xài. Vít mà vít tháo nhanh mà. Đó, cắm vào thôi, không cần phải thả ra nha. Rồi bộ này á, thì bảo đang bán là 160.000. Rồi quý anh chị nào á mà có mũi rồi á thì bảo sẽ có thể là đổi cho. Đó, cứ mua một thân nha là tặng mũi khoan. Còn anh chị nào á có mũi khoan rồi à không thích lấy thì bảo bớt cho một tí xíu đỉnh nha. Rồi nhớ liên hệ giúp bảo. Rồi tiếp tục nè, thân đèn tròn. Đó, quá nhiều anh chị mình á sắp Tết rồi. Đó, mình cần đi chơi nè, đêm cũng được, ngày cũng được. Đó, mình xài cho bảo thân bóng đèn 12 bóng. Đèn tròn này á, là sáng dữ lắm nha. Đó, ban đêm á, là tuyệt vời luôn. Rồi, tắt bật nè. Ngoài ra, tích hợp thêm cổng sạc điện thoại iPad luôn. Rồi, bảo đang bán là 175. Thì anh chị nào á, mua thì bảo tính 170 nhá. Đó, vậy thôi, bớt 5.000 thôi. Đó, không bớt được nhiều. Rồi, tiếp tục nè. Thân máy thổi Hukan, mà máy là 775 ly ông nha. Test thử chức năng luôn. Thân này thì thổi lá cây thoải mái nha. Đó, ngay cả lưỡi cắt có lưỡi bên trong thổi ầm ầm luôn. Rồi, thân không có thêm chức năng và túi đựng bụi. Mình đảo lại bên này á, là bên này để hút nha. Rồi, bảo đang bán thì hôm nay bảo tính 480.000 là thân không nha, pin phổ thông. Quý anh chị ơi, đó mình nhớ là có pin phổ thông á, màu 4 phân như thế này thì mình hẳn mua về xài, chứ mua về á không có pin á thì lại không mua được nha. Rồi, quý anh chị nào mua là mình chốt cho bảo qua 3 số hotline nha. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho bảo. Bà nhớ bấm chuông nha, bảo cảm ơn nhiều. Tiếp tục, thân bơm xe pin. Đó, mẫu Hukan Z1000 nha. Rồi, mẫu này là quý anh chị nào mua thì mình sẽ xài bơm xe máy này, xe hơi, xe công nông, xe mốt ở nhà. Rồi, mình xài đa năng. Rồi, mẫu này á, chỉnh ký này, đầy đủ nha. K3 này, bát đầy đủ hết để mình xài. Rồi thanh lý nha, 570.000 thì bảo tính cho quý anh chị mình á, là đúng 500 thôi. Rồi đây á, là hàng thanh lý nha. Rồi quý anh chị nào á mua thì bảo báo mức giá này tốt nhất để quý anh chị mình xài nha. Bơm bóng bay này, hoặc là bơm bóng đá này. Đó, bơm xe máy một quả pin này, nhiều món lắm. Đó, có 500 thôi. Rồi đây, hôm nay mẫu máy mài 6.900 Hukan đã hết hàng thì bảo sẽ bán cho anh chị mình á, mẫu màu vàng là mẫu mới nha. Đó, không phải mới đâu, mà từ trước giờ thì mẫu màu vàng
sẽ không có chương trình bán thân máy. Thì hôm nay có bán luôn quý anh chị ơi, giá vẫn không có thay đổi. Nhưng mà anh này á, là xài này, đó có chỉnh cấp báo pin á, nó xịn quá trời luôn nha. 3 cấp chỉnh lực, thân không, 620.000. Bảo khuyến mãi cho quý anh chị mình luôn là một lưỡi cắt đa năng, đá này, gạch men này, đá xanh, bê tông luôn, chính hãng, hàng xịn Makita, trị giá 80. Đó, quý anh chị nào á, mà có rồi thì cứ liên hệ nhân viên bảo bớt cho Trúc Đình luôn. Đó, để dễ mua cũng như bảo dễ bán hơn. Tiếp tục, thân máy mài Hukan 6.400. Rồi anh này á, thì vòng tua thấp hơn tí xíu. Trang bị máy thì anh này là chỉnh bằng nút cơ nha. Anh này thông minh hơn, điện tử nè. Rồi cơ thì vẫn là 3 cấp số thôi, báo pin. Anh này tốt hơn nhiều mà bảo bán chạy hàng lắm. Đó có 520.000 một thân thôi. Rồi anh chị nào mua khuyến mãi cho một lưỡi cắt chính hãng Makita. Lưỡi này cắt là bao phê nha. Đó, đi đến đâu là đứt đến đấy không à. Nó ngọt dữ lắm anh chị nha. Rồi ngoài ra bảo có thân 450 Pro này, hàng thanh lý nha, 620.000 một thân. Thì hôm nay bảo còn hình như có hai thân hay sao á, thanh lý luôn, bán 570.000 một thân. Rồi quý anh chị nào á mà mua thì với mức giá này mình sẽ sở hữu được một thân máy 450, là bắn được ốc xe máy thoải mái rồi quý anh chị ơi. Lực cao này, có báo pin này, chỉnh lực đầy đủ nha, để mình xài này. 3 cấp chỉnh lực nha. Rồi đi ra thì sẽ có chức năng ngắt quãng, chống chuông ốc và chức năng chạy liên tục, điều tốc bằng cò này. Rồi cốt có lỗ để mình xài nha, có 570.000 thôi. Rồi để mình xài 450 Pro nha, lực máy là 450 N. Rồi tiếp tục thân quạt này, bảo đang bán 450.000. Có đèn nha, pin phổ thông luôn, lồng 3 tấc. Đó, đèn chiếu sáng ban đêm này, gập lên xuống thoải mái, chỉnh cấp số nhanh chậm tùy ý. Rồi thân này bảo thanh lý cho quý anh chị mình á, là 400 nha. Đó, anh nào á mà có pin lấy thân này về xài êm lắm nha, khá mát luôn. Đó, đi du lịch này kia là khỏi bàn luôn. Rồi mình sẽ qua máy nguyên thùng đi nha. Bộ đầu tiên bảo lên bộ 4, bộ này á là quý anh chị mình mua là X4 IMP 330 N, dàn cơ lớn nhâm to nha. Rồi motor brushless, pin là pin đời mới nha, pin xám nha quý anh chị nha, vừa mới về hàng luôn. Logo Hukan này, sạc màu vàng, hai quả pin 10 cell 3A của công ty Hukan, có báo pin, dòng xả cao này. Đi ra máy có chức năng chạy liên tục và chức năng chạy ngắt quãng. Rồi đi vào 3 cấp chỉnh số nha, có báo pin. Rồi bộ này quý anh chị mình mua thì bây giờ có 1.120.000 thôi, là hai quả pin này, sạc thân đầu điếu một cái này, dây đeo một cái. Rồi bảo khuyến mãi cho quý anh chị mình á, là thôi bộ này á, tặng bộ đầu khẩu đi. Đó, bộ đầu khẩu trị giá 190.000 thì bảo tặng kèm luôn. Và nếu anh chị nào có đầu khẩu thì cứ liên hệ đi. Đó, bảo giảm cho tí xíu tiền xăng nha, để mình dễ mua. Và không thích lấy đầu khẩu phít nhẹ xíu tiền xăng thôi nha. Rồi ngoài ra anh chị nào á mà mua máy khoan thì mình mua bộ này cho bảo này, ngon cực kỳ luôn. Rồi trước tiên là trả pin, mai giờ á bảo mượn á. Rồi hai quả pin này, có báo pin. Rồi ba màu khác nhau nha. Pin á là 3.0A 10 cell. Rồi mà máy Z1200, lực máy 90 N, sạc đế móc đeo, đầu là đầu lốc 13 mm. Rồi bắn vít nè, khoan tường
thì mình xài ở đây. Khoan sắt gỗ là ngay giữa. Hai cấp số nhanh chậm dùng để khoan bê tông mũi 13. Quét lỗ để mình đi máy lạnh thì con này thoải mái vì lực là 90 niu nha, khá cao. Rồi bộ này quý anh chị nào mua là 1.640.000 thì bảo cũng khuyến mãi cho quý anh chị mình á, là bộ mũi khoan đi. Đó, trị giá 160.000 này. Ngoài ra mình sẽ chọn cho bảo những món quà này. Đó, như là thân máy này, được lấy thêm thân máy 6.400 trị giá 520. À, mình không thích thì mình có thể lấy qua thân máy bơm xe để mình xài. Rồi ngoài ra nếu không thích nữa, bảo đổi cho thân thổi luôn. Rồi món cuối cùng thì bảo tính cho anh chị mình là thân quạt luôn. Đó, 4 món quà, 1 chọn 4. Rồi kèm thêm một bộ mũi khoan nữa nha. Và nếu không lấy thì cứ liên hệ, có rồi xài thì mình sẽ được fit nhẹ tí xíu tiền đổi qua. Đó, ngoài ra nếu anh chị nào thích này, thân 450 này, thân chuyên vít 173 hoặc là thân máy mài 6.900 thì mình bù giúp bảo thêm 100.000 là được đổi ngang qua luôn. Nhớ, có bộ mũi khoan rồi, tặng kèm thêm một trong những món bảo vừa giới thiệu nha. Đó, tương đối ngon luôn cho chương trình tối ngày hôm nay. Rồi tiếp theo, Z 1.600 nha. Rồi bộ này là thông báo hết hàng lúc bảo live trực tiếp rồi, thì hôm nay có hàng lại rồi quý anh chị ơi. Trước tiên mình mua nguyên một bộ thì có sẵn túi vải đựng máy đi làm này. Rồi tiếp tục có thùng nhựa luôn. Đó, được đôi ba công chuyện luôn á, được hàng túi thùng luôn. Rồi máy sẽ có tay cầm này, sạc super, hai quả pin super. Pin này là mẫu pin cao cấp nhất của hãng Hukan nha. Rồi mẫu 15 cell, một cục 10 cell, sạc super. Rồi mức giá bộ này ngày trước bán cháy hàng luôn, 2.150.000. Và anh chị mình được bảo tặng cho bộ mũi khoan trị giá 160.000. Nhớ giúp bảo, có mũi khoan rồi thì mình muốn đổi thì bảo fit nhẹ tiền cho tí xíu dễ mua. Tiếp tục bộ này nó còn tặng quà y chang bộ 1.200 luôn. Rồi mình tặng nha. Một là thân máy mài 6.400, hai là thân máy thổi, hoặc là ba thân máy bơm xe, và thứ tư thân quạt. Rồi chọn một trong bốn món đó và kèm thêm bộ mũi khoan. Tiếp tục nếu mình đổi thân máy mài 6.900 này, bu lông 450 hoặc là chuyên vít TD173 thì cũng bù giúp bảo 100.000, bảo mới hỗ trợ nâng đời cho quý anh chị mình. Và cuối cùng cũng là pin super luôn. Đó, nghe đến pin super là xài chung với hãng Makita, hàng xịn nha quý anh chị nhá. Đó, bộ này là mình có một quả 5 cell này, rồi một quả 10 cell để cho anh chị mình chọn 2A và 4A. Tiếp tục sạc đế này và thân máy chuyên vít mẫu cao cấp compact của hãng Hukan nha. Mã máy là 230N nha, tức là 230 niu. Bo mạch thông minh có chức năng là canh lực vào bao nhiêu tự ngắt. Đó, 4 chức năng canh lực thì bảo cũng có làm video rồi nha. Còn nếu mà mình không cần xài thì theo bảo cứ để vào bắn thôi. Rồi bộ này là quý anh chị mình ngày trước là mua rất cao mà bây giờ giá có 1.760.000. Đó, là anh chị nào mà mua là nguyên một bộ nha. Và chưa hết đâu, bên bảo còn khuyến mãi thêm một bộ mũi khoan trị giá 160.000. Tiếp tục quà tặng thì bộ này là quý anh chị mình được tặng toàn bộ đi. Đó, dễ chọn. Rồi nhớ là thân máy mài 6.900 này, chuyên vít này, hoặc là thân 550, 450 thì mình bù cho bảo 100. Còn những món như thân quạt này, thân bơm xe, thân thổi, thân máy mài 6.400
là mình được chọn một trong bốn món này, không cần bù tiền, vẫn có bộ mùi khoan. Rồi chương trình ngày hôm nay, đó hàng á, Bảo thấy sắp Tết thì Bảo làm chương trình tốt cực kỳ, quà tặng giá trị cao không à. Thì anh chị nào đang cần xài mẫu máy pin thì liên hệ ủng hộ cho cửa hàng Bảo ngay nhé. Và nhớ giúp Bảo không lấy quà Bảo tặng. Đó, mùi khoan đã có thì Bảo sẽ fit nhẹ cho một tí xíu tiền mà liên hệ giúp Bảo nha. Rồi Bảo xin kết thúc video tại đây.